Đầu tiên mọi người chuẩn bị cho mình bốn màu lên là màu nâu nhạt, màu trắng, màu nâu đậm, màu vàng, cùng với một chiếc kim móc. Ở đây mình sử dụng kim móc hai đầu 2mm với 1mm mọi người. Một chiếc kéo cắt để cắt lên. Và mọi người chuẩn bị cho mình một cặp mắt nhé. Rồi đầu tiên, bây giờ đầu tiên mọi người sẽ sử dụng cho mình màu nâu để móc phần bánh nhé. Phần bánh như này ha. Rồi đầu tiên mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật và móc vào trong vòng tròn ma thuật 60 đơn nhé. Rồi chúng ta rút thật chặt. Sau đó mọi người chuột vào chân mũi đầu tiên và lên một chân bính. Rồi sau khi móc xong hàng thứ nhất thì bây giờ chúng ta sẽ móc sang hàng thứ hai. Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc 60 tăng. Có nghĩa là mỗi một chân mũi này chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân nhé mọi người. Hai, ôi, một. Rồi cái hàng chúng ta lại tiếp tục chuột và lên một chân bính. Rồi móc xong hàng thứ hai thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục móc hàng thứ ba nhé mọi người. Hàng thứ ba thì mọi người sẽ móc một đơn và một tăng. Chúng ta cứ lặp lại như vậy cho đến hàng em. Mũi đầu tiên thì chúng ta sẽ móc một đơn. Mũi thứ hai là một tăng. Rồi tiếp tục lại một đơn và một tăng. Và như vậy cho đến hết hàng thì mọi người. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ móc hàng thứ 4 nhé. Hàng thứ 4 chúng ta sẽ móc 2x, à 2 đơn và 1 tăng. Đầu tiên sẽ là 2 đơn, 1, 2. Sau đó là 1 tăng. Rồi tiếp tục chúng ta móc 2 đơn nữa. Sau đó 1 tăng. Rồi mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ móc sang hàng thứ 5 nhé mọi người. Hàng này thì chúng ta sẽ móc 3 đơn và 1 tăng nhé.
Rồi sau khi móc hàng thứ 5 thì bây giờ chúng ta sang hàng thứ 6. Hàng thứ 6 thì mọi người sẽ móc 4x một tăng nhé mọi người, 4 đôi một tăng. Hoặc mọi người có thể móc hai đơn trước xong một tăng xong hai đơn, xong lặp lại hai đơn một tăng xong hai đơn nhé mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc cái viền bánh này nhé mọi người. Thì đầu tiên là mọi người sẽ lên cho mình một chân bánh như này. Sau đó các bạn sẽ bỏ một mũi đột, bỏ mũi này và móc sang chân mũi này một mũi kép cho mình. Ok rồi. Và móc thêm vào trong cái cho mình 4 mũi kép nha mọi người, là 5, tổng là 5 mũi. Rồi, sau đó bạn lên cho mình một chân bính nữa. Rồi sau đó thì các bạn bỏ một chân mũi này và móc cho mình sang chân trượt cho mình sang chân mũi kế bên. Rồi mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến hết vòng nhé. Nghe một chân bính. Sau đó bỏ chân mũi này và móc sang chân mũi kế bên 5 mũi kép cho một chân. Rồi sau đó chuột lên bính một mũi, lên một bính, bỏ chân mũi này, bỏ một chân mũi và chuột vào chân mũi bên cạnh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc phần viền nhá, ngoài bánh nhá. Thì phần này này, ở chỗ này mọi người chia ra làm hai phần hai thắt. Thì chúng ta sẽ móc ở viền ở trong này nhé mọi người. Chúng ta sẽ móc viền ở trong này nhé mọi người. Còn cái ngoài này thì không. Thì chúng ta sẽ lên một bính nữa, tổng cộng là hai bính. Mọi người sẽ móc vào cái viền này. Bên ngoài này. Một mũi kép. Chúng ta sẽ móc tất cả vào mũi kép nha mọi người nhé. Tổng cộng là có 63 mũi. Rồi, móc cả cái mũi này nha mọi người.
Mọi người cứ móc mũi mũi kép như vậy cho đến hết hàng nhé, hết hàng. Rồi mình hẹn gặp mọi người ở hết hết rồi, mình đã móc xong phần viền rồi nha, thì mọi người sẽ móc thêm cho mình một phần viền nữa. Rồi 8 cũng 63 mũi mũi kép như mọi người. Rồi, mọi người cắt lên cho mình nhé. Mọi người móc cho mình một cái mặt bánh như thế này nữa, nhưng mà mọi người sẽ không móc phần viền ấy nhé. Để thế nữa bọn mình khâu lại như thế này. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng màu trắng để móc phần tai thỏ cho mọi người nhé. Đầu tiên mọi người lên cho mình 14 chân bính nhé. Rồi mình xong rồi nhé. Bây giờ là tiếp tục. Thì chúng ta sẽ... Anh nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng màu trắng để móc phần tai nhé mọi người. Thì đầu tiên là mọi người lên cho mình 10 chân bính nhé. 1 nè. 2. 5 rồi. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ móc vào chân mũi thứ 2. 1x. 6 tiếp theo là móc thêm 2x nữa nha mọi người. Tổng cộng 3x. Rồi móc xong 3x thì chúng ta sẽ móc 3 mũi nữa kép. 1 này. 2. 3. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ móc 2 mũi kép. 1 này. 2. Rồi. Rồi chân mũi cuối cùng, mình còn một chân mũi cuối cùng này nhá. Thì mình sẽ móc 6 mũi kép vào trong một chân đấy. 1 2 3 4 5 6. Rồi. Sau đó mọi người lại tiếp tục móc ha. Hai, rồi bây giờ mọi người sẽ tiếp tục móc sang phần viền bên này á. Móc phần viền bên này thì đầu tiên chúng ta sẽ móc 2 mũi kép tiếp. Rồi. 2. Rồi sau đó là 3 mũi nữa kép vào cho 3 chân tiếp theo. 1. 2. Và 3. Rồi, cuối cùng là chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào 3 chân mũi còn lại mọi người. Yeah. Mọi người nhớ kẻ quẻ rơi này lại nhé, để tí nữa mình cắt cho nó gọn, cho nó đẹp ấy. 2. 3. Rồi. Mọi người chờ vào chân mũi đầu tiên cho mình nhé. Thế mình tính xong rồi. Để một loại, để thừa ra một đoạn len để tí nữa mình khâu phần bánh mọi người nhé. Cắt lên.
Mọi người móc thêm cho mình một chiếc tai như thế này nữa. Rồi bây giờ bọn mình sẽ móc phần đuôi nhá. Thì mọi người lại tiếp tục sử dụng dây màu trắng để móc phần đuôi. Mọi người tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó móc ở vòng tròn ma thuật 60 đơn nhé mọi người. Sau là kéo và lên chờ phải cho mũi đầu tiên mà lên một bính rồi hàng hàng thứ hai là mọi người xem móc 6V 60 60 tăng có nghĩa là hai mũi đơn chung một cho đó mọi người. Sau khi móc xong hàng chúng ta lại tiếp tục trở về trên mũi đầu tiên và lên một bính. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ móc hàng thứ ba. Hàng thứ ba này thì mọi người giảm tất nhá. Giảm tất. Rồi móc xong chúng ta tiếp tục chờ phải chân mũi đầu tiên và lên một bính. Rồi sau đó là mọi người cắt lên. Chúng ta sẽ được một chiếc đuôi như thế này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng màu vàng để móc hình mặt trăng nhé mọi người nhé. Mọi người đầu tiên là lên cho mình 6 chân bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Sau đó là bỏ chấm mũi đầu tiên và móc vào chấm mũi thứ hai. Một mũi trượt cho mình vào chấm mũi thứ hai. Rồi. Sau đó là một mũi tăng vào chấm mũi tiếp theo. Sau đó móc chân này, chúng ta sẽ móc 3 mũi liên kết cho một chân. Một này, hai, ba, rồi. Sau đó là chúng ta sẽ móc một mũi tăng, một mũi tăng và chân tiếp theo. Cuối cùng, chân mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ móc một mũi chuột. Rồi. Này cắt. Chúng ta sẽ được mô hình mặt trăng như này á. Rồi mọi người kiếm cho mình hai cái mảnh giấy tròn như này nhé. Giấy gì cũng được để mình dán lên đây. Để cho bánh, mặt bánh nó được để vuông mọi người. Mọi người để dùng giấy ấm. Mình thích đó. Dùng vải nỉ cứng cũng được. Dùng giấy cũng được. Nếu như các bạn không có vải nỉ cứng thì có thể dùng giấy. Giấy biên như này. Mình chán mua chưa nhé mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng màu nâu đậm này để gắn hai cái mảnh bánh này lại với nhau nhé. Mọi người, chúng ta sẽ móc bằng mũi chuột. Thì ở đây nó có hai hàng đúng không mọi người? Mọi người chỉ móc cho mình vào một chân mũi đòi, chân mũi trong thôi. Còn ở đây thì mình có thể đâm qua hết được nhé. Mình sẽ sửa chừa cái phần viền này để làm viền bánh cho đẹp. Rồi lấy dây màu nâu này nhé.
Sao mọi người đông quá? Thôi, tiếp theo đông quá nè. Trượt vào chân mũi tiếp theo. Như thế. Rồi mọi người cứ trượt như vậy cho để hết vòng nhé mọi người. Rồi trước khi ấy thì mọi người nhớ nhồi bơm vào nhá. Rồi, sau đó mọi người sẽ chốt như này bạn. Mọi người hãy gắn gắn tay và mũi ra ngoài như thế này á, sau đó dán mắt. Mọi người dán mắt tầm khoảng 5 đến 6 mm nhé. Vậy mình đã móc xong bé bánh bé thỏ bánh trung thu rồi em mọi người nhé. Chúc mọi người thành công.